Black Friday sale thật hay ảo? Chương trình Black Friday khiến hàng trăm tín đồ shopping đứng ngồi không yên. Ngay từ khi sáng sớm, lượng người đổ về Vincom Center Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ngày một đông để săn cho mình món hàng hiệu yêu thích với giá không thể nào hời hơn. Nhiều cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải xếp hàng, chờ rất lâu để mua sản phẩm và trả tiền, không còn là dịp mua sắm đơn thuần. Từ vài năm trở lại đây, ngày thứ sáu đen tối đã trở thành đại tiệc mua sắm thực sự đối với khách hàng hiện đại, nơi họ được thỏa sức săn những món đồ trong mơ với giá tốt nhất trong năm. Như mọi năm, vào ngày này, nhiều mặt hàng như túi sách, quần áo, giày dép giảm giá từ 40-50%, nên hàng năm người đã đổ về đây, xếp hàng để chờ mua. Tuy nhiên năm nay, lượng sale giảm hơn năm trước rất nhiều. Các thương hiệu nổi tiếng như Dior, Zara, Vascara, Mark, v.v. thì không có động tĩnh gì. Các thương hiệu thời trang cao cấp như Lin, Mango, Gap, Valentino, Bù Bò Sữa, Adidas sale đồng loạt với mức giá ưu đãi từ 20-50%. Lin sale 50% túi sách, 30% giày dép, nhưng chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng. Chính sách ưu đãi không áp dụng cho những mẫu mới về. Với mức ưu đãi này thì lượng khách đổ về đây rất đông, thậm chí bảo vệ phải tạm thời chặn lối vào để tránh tình trạng chen lấn xô đẩy bên trong. Cũng là một trong những người săn sale ngày hôm qua, mình thấy may mắn mua được chiếc túi sách yêu thích với giá gốc 1 triệu 980.000 đồng, với mức giá ưu đãi 50% còn 990.000 đồng. Mango có chương trình sale up to 50% và mua 3 triệu hoàng 500.000. Tuy nhiên, những mẫu thực sale mạnh thì đều là những mẫu hàng hè, chủ yếu là hàng tồn từ mùa trước vì đã nhìn thấy chúng khá lâu rồi. Giá của các mẫu cũng được làm lại chứ không để giá gốc như trên mạng cho khách hàng so sánh. Năm nào cũng như năm nào, sale mạnh tay nhất là Adidas, sale 50% toàn bộ cửa hàng. Các bạn trẻ thường tranh thủ những đợt sale hiếm hoi này để sắm cho mình những đôi giày chất như nước cất. Riêng H&M, Zara năm nay không áp dụng chương trình ưu đãi cho thị trường Việt Nam mà chỉ ưu đãi ở một số thị trường nước ngoài như Tây Ban Nha, Đức, v.v. Tuy nhiên, với sức hút riêng của mình thì dù không sale nhưng số lượng khách đến đây vẫn đông hơn ngày thường rất nhiều. Các quầy thu ngân luôn có hàng dài khách xếp hàng đợi chờ thanh toán. Khung cảnh tấp nập, người mua người chọn khiến cho không khí vô cùng náo nhiệt. Vượt qua khu vực thời trang, các khách hàng sẽ đến với khu vực phụ kiện với mức ưu đãi từ 30-50% từ các thương hiệu như Charlie & Kate, Echo, Nice Quest, Badora và B&G v.v. Các nhãn hàng mỹ phẩm quốc tế như Sensido, The Face Shop, Innisfree v.v. cũng tung nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 50% hoặc tặng kèm các phần quà hấp dẫn. Chương trình sale dự kiến là hết ngày 1 tháng 12, nên nếu bạn nào chưa đi được vào ngày hôm chính hội 29 tháng 11 thì cũng đừng lo nha, còn cả ngày hôm sau và ngày hôm tới nữa để chúng ta có thể săn đồ nữa đó.